Xin chào các bác, cô chú, anh chị. Mưa rét quá các bác ạ. Miền Bắc, Hà Nội mưa rét quá. Đúng là đợt rét đầu tiên của năm nay đấy. Cứ tưởng là nó muộn muộn rét nhưng mà cuối cùng là rét cũng tái tê đấy. Gió rét buốt, rất là kinh khủng. Đấy, lại còn mưa nữa. Cây cối muốn ra ngắm nghía tí cũng ướt át lắm, chẳng ra được các bác. Đấy, lôi cây vào nhà thôi. Đấy, thì hôm nay cây này là cây mới, để khoe các bác, cây mới. Một con si các bác ạ. Đấy, bé tí tẹo này mà, tí rồi, nó đầm. Tí nữa tôi đo thước nó chuẩn nhưng mà nó được mấy phân thôi, chắc chưa được 10 phân. Là một con si đã trồng. Lúc mua về thì không có chậu, em ấy cho sang cái chậu cũ này. Vậy trồng trên đất Nhật các bác ạ. Đấy, thì mùa mưa buồn thì thực tế là bị nghiện cắt đấy các bác ạ. Chứ cũng biết là cây là để đến lúc cắt thì là thích hợp. Thứ nhất là mùa này mùa rét thì cũng chẳng nên cắt đâu. Thứ hai là tay cành lại đủ, đến lúc to đủ thì kéo sẹo thì mới cắt. Nhưng mà ai cũng biết thế thôi, nhưng mà quan trọng ngứa ngáy chân tay không chịu đồ các bạn. Đấy, nhất là mưa gió này, ngồi lại rảnh rỗi việc. Tối nay Việt Nam đá bóng đấy các bạn, từ giờ đến tối còn lâu. Đấy thì khoe các bác cả cái này nữa. Cái này thì khoe hôm trước rồi nhưng bây giờ nó khác rồi, bây giờ nó lại xanh mướt rồi. Đấy, siêu phẩm này nhiều tiền lắm, còn con này thì rẻ tiền lắm. Đấy thì bây giờ để chi tiết lại các bác xem hai cây này nhá. Em sẽ cắt đi. Để giới thiệu cây này chút, em thì em trên mặt này là mặt chính này. Thì tổng quan thì cây này nó là một cây theo lối tự nhiên các bác. Có bác gọi là làng đấy nhưng mà nó cũng không đúng là làng. Nó không phải là làng. Nó có những cái tay, những cái rễ nhưng mà thực sự nó rất là tự nhiên, không có lối tây tán gì cả. Thực ra làng cũng được, cũng gọi là làng cũng được. Thì nó là cây tự nhiên, thiên nhiên thì hay hơn. Tay cảnh nó không có sắp đặt gì cả, lối thế thì nó lên cứ tự nhiên thôi, nhưng mà tự nhiên mà lại hợp lý. Đấy, thì cái cành này chắc là nuôi tí để kéo sẹo thôi chứ không cắt đi, sau cắt đến bấm lên đây thôi chứ không nuôi cây cảnh đấy, nó che mất cái vách ở trong. Đấy, và cái cành này cũng cụ thế, cành này sẽ cắt đi cả. Chờ cố gắng để cho được to bằng cái này. Còn một tí nữa mà ngứa ngáy chả biết chừng lại cắt luôn các bạn. Đấy, nó có một cái tay điểm nhấn, cái tay này nó xà xuống. Tay này nó xà xuống. Xà xuống. Đấy, những cái cút cắt này đã lên mầm rồi. Si này thì yên tâm hơn là xanh. Cắt thì cái cành này thì cắt được, vì là cành này nó có cái rễ rất là khỏe được. Cắt đến đây thì đây vẫn to vô tư. Chân bệ của nó các bác nhé. Này, mới phủ đất Nhật chứ trước nó là cốt chậu được các bạn. Bệt luôn, toàn là rễ. Toàn rễ rồi. Các bác. Đấy. Đây nhá. Rễ nó bệt như này này, nhưng mà nó đang vùi dưới cái đất Nhật này. Đây này, lớp đất chính của nó đây các bác này. Đấy. Là dễ nó lộ ăn hết cả đất. Đấy, dưới này bệt lắm, tiếc là em vùi đi rồi các bác không nhìn thấy được. Đây, có những cái dễ này luồn cúi xuống đây nhìn thấy, cũng gọi là làng được. Khi mà nó hoành ra đây thì cũng làng là cũng gọi được. Lại một cây làng mini thì có thể nói là cũng nó gọi hai cây làng mini. Đây một cây này, cây này thì rất mini rồi, các bác biết rồi. Đấy, cây này từ trên xuống dưới các bác này, nhìn này, thế hình đống rơm này, hình đống rơm này. Cũng chưa biết là phải nên cắt tay nào đi, vì là theo lối tự nhiên thì không còn quá cầu kỳ đâu. Đấy, chân trước chỗ này rất thích, cái mặt này thì nó hơi hóp nhưng mà lại cũng hay, rất nghệ thuật. Mặt này là mặt chính cũng được. Đấy, này thì bây giờ tí có thể cắt luôn, thì dễ là nuôi như này, tự nhiên to, không cần phải nuôi như này.
để cho nó to các bạn. Nhưng ngay trên tay là có quyền cắt. Còn các bác nào mà không ủng hộ thì các bác mua cây về các bác chơi, các bác cắt chuẩn con em thì cứ phá để còn khoe các bác chứ đến biết đến bao giờ, đúng không? Để em treo nó cái camera lên để suy nghĩ về cái cây này tí đã nha. Đấy, các bác nhìn thấy cái gì không? Có khi là có tiền đấy, 97 đấy. Nói vui thì các bác không theo đánh lô để chết. Đây này, đo cái kích thước tí các bác xem. Từ mặt chậu lên, nó khoảng độ hoàn thiện nó khoảng độ 15 phân, chắc 15-13 phân. Đây. Đấy, chiều ngang cái cũng dài phết, mình cứ nghĩ là chiều hoành của nó này khoảng độ chắc tầm cỡ gần 25. Rồi. Vòng vo mãi thì cắt cái nào sướng, mưa gió nó không cắt buồn. Có những cái kỹ thuật thì người ta tặng là thời không bàn đến ở đây nhiều các bác, quan trọng là cái sự chia sẻ. Cứng phết.
cắt. Nuôi cây sướng nhất lúc cắt các bác. Mỗi tội là chờ chả biết đến bao giờ được cắt. Ông chủ cũ chắc ông đang muốn dựng cái này là ngọn này. Nhưng mà chắc em không lấy cái đấy là ngọn. Lấy cái đấy là ngọn thì ấy quá, thường quá. Đấy, xem nào, suy nghĩ là lấy cái nào làm ngọn. Cắt lúc chẳng còn cái gì mà cắt nữa các bác. Đấy, quan trọng là vui mà cây nó cũng chẳng hỏng được đâu. Đấy, buồn này chỉ có lấy cái gì mà chơi thôi, không rượu chè là được bác nhỉ. Nói nhiều lúc cũng phải làm tí rượu cho nó vui. Đấy, bây giờ này, cái này thì tạm thời giữ lại nhưng mà có thể tương lai sẽ bỏ đi. Cái chìa chìa này, bây giờ một cái mầm ở đây và làm ngọn một cái bông đỡ ở đây, thế thôi. Đấy, hoàn thiện lên đến đây trước 15 phân, tầm 13 phân. Đấy, rễ đang la đà ở đây hết rồi, dưới này có rễ hết rồi các bạn. Đấy, rất yểu điệu, nhìn cái đoạn này rất yểu điệu. Đấy, nhìn nghiêng các bác thấy. Cái này thì có thể nói là cắt cây sớm, nhưng tất nhiên mình không có định hướng mình lấy ra đây để cắt đây được. Thậm chí sau có thể bỏ cái tay này đi, chơi cái vách trong này, nếu mà nuôi cái tay này không nhìn cái vách này. Đấy, rất là nghệ thuật đấy. Rất nghệ thuật đấy. Rồi, nhấc cái camera lên cao, các bác nhìn từ trên xuống nhá. Đấy, trên xuống. Đấy, nhìn từ trên xuống thì cảm giác cái này nó hơi dài đúng không các bác? Kệ nó đi, sau nó sẽ mọc cái mầm ở đây, mình sẽ lọc sau. Này hơi dài hơi cao, này hơi dài hơi cao, nhưng mà về tổng thể thì nó vẫn cân.
sau nó sẽ mọc những cái mầm ở đây. Đó. Đầu này thì có thể nên thu ngắn lại chút. Đầu này thì là hoành ở đây rồi, xác định hoành ở đây rồi. Đấy. Đây này, mình muốn chơi cái vách sâu bên trong này. Nó khá là đẹp, cho nên là mình phải cắt cái tay này đi. Không sao nó chìa đây này. Đấy, cái này cũng đang suy nghĩ. Xuất sắc rồi, không phải nói. Cho mày xuống cái đã. Đến lượt anh bạn này, xuất sắc. Xuất sắc. Làng xuất sắc luôn, chuẩn mực làng. Chậu cũng nhiều tiền rồi các bạn. Đó. Thì hôm trước thì quay thì nó mới rút răm ấy. Nên là nó rét, nó cũng bị mùa này nó hay bị dẹp. Nên nó hơi xỉn xỉn. Giờ nó cũng xanh xanh rồi. Nhưng lại bị rét rồi. Không sao. Da riêng anh cưới em. Và chút chút da riêng xanh mướt luôn. Đấy. Giờ chỉ cần nuôi cho khỏe thôi. Nuôi khỏe thôi. Mặt chính sẽ chọn là mặt này các bạn. Này nhìn thấy toàn bộ cái làng của nó rất là hay. Cái này chụp ảnh thì nó lại không được ok cho lắm. Không phải không ok mà không được hết được vẻ đẹp cho nó của nó. Đấy. Thì rất muốn chia sẻ cây này với các bác. Nhưng mà chắc là các ông mời các bác đến tận nơi xem thôi. Thì nhìn qua phim hay là qua ảnh ấy, thì nó không hết được, thực tế là không hết được. Đấy. Bệ rễ này rất thích, bệ rễ rất thích. Đấy. Tay cành phân rất là hợp lý. Đấy, bệ rễ 24 giờ luôn, rất đẹp. Sau em sẽ chỉnh cái răm này nó thật mịn để đi thi đấu các bạn. Cũng phải tính đến đi thi đấu chứ chơi cái phôi mãi thì nó cũng buồn. Đấy, thi đấu. Rất cân đối đấy các bạn. Bấm sờ sờ nó chút. Ngày thì mong manh lắm, không vấn động. Không vấn động mà nhiều. Chả có chỗ nào để vấn động không? Tưởng khô nhưng không phải. Tưởng này khô nhưng không phải. Chỗ đấy là nó nhỏ. Sau tôi chia đây một bông, đây bông, đây bông, đây bông, đây bông, đây bông, đây bông. Thoáng hơn một chút nữa. Cái này sẽ bấm đi này. Đây này. Để nuôi cái ở ngoài này này. Chung một quạt như này.
Đấy, mặt sau mặt này cũng đẹp, mặt này chơi cũng đẹp, mặt nạ chơi cũng đẹp. Cơ bản là chơi thì nó hơi bị mong manh, vậy là nó thực sự là nó cũng già rồi, dăm riếc ấy. Đấy, cho nên phải rất cẩn thận đối với những cái đồ như này thì nó mới đẹp được, chết thì nó chả chết đâu, nhưng mà cái dăm của nó xấu thì nó mất hay. Đấy, mặt nào chơi mặt chính cũng được. Đấy, mặt này chơi cũng rất là hay. Chắc đôi điều tâm sự tào lao với các bác tí thôi, chứ có gì không phải các bác bỏ qua nhé, chẳng có trình bày kỹ thuật biết gì ở đây đâu. Rồi, hẹn gặp lại các bác nhá. Hôm nay có phiên chợ nhưng mà ra cái lại có việc phải chạy luôn, không quay phim được, các bác thông cảm nhá.